Trong những ngày qua, dọc tuyến đường biên giới Việt Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác kiểm soát, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu, lối mở, tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan vào Việt Nam ngay từ cửa ngõ biên giới. Ghi nhận những diễn biến mới nhất của phóng viên truyền hình biên phòng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, để đảm bảo an toàn cho người dân nơi biên giới, từ nhiều ngày nay, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đã tăng cường lực lượng kiểm soát 24/24, thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện qua lại cửa khẩu. Đồng thời triển khai xây dựng một khu cách ly để kịp thời tiếp nhận những trường hợp nhiễm bệnh đưa vào trung tâm cách ly đã được bố trí sẵn để theo dõi theo quy định khi đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Trong những ngày qua, trạm đã phối hợp cùng với hải quan kiểm dịch, kiểm tra kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu 24/24. Bên cạnh đó cũng đã cấp phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho bà con nhân dân. Trung bình mỗi ngày, tại cửa khẩu A Đớt, Tà Văn có hơn 50 lượt người và phương tiện qua lại biên giới. Chính vì thế, để kiểm soát dịch bệnh là vấn đề quan trọng nhất. Bên cạnh việc kiểm tra y tế, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã trích kinh phí mua, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân, hướng dẫn cho người dân dùng nước rửa tay, cũng như tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, không xuất cảnh trái phép qua biên giới. Tôi hôm nay xuống làm thủ tục tại đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, rất là cảm ơn đồn biên phòng đã phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí, cũng như tuyên truyền cho tôi và người dân về cách phòng chống dịch bệnh. Tôi rất cảm ơn. Hiện nay, bốn đồn biên phòng thuộc bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đóng quân trên biên giới Việt Lào đã thành lập các tổ kiểm soát chặt chẽ ở cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Bên cạnh đó, còn thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức và cách phòng chống dịch bệnh. Nhưng việc làm đó đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống và ngăn chặn virus corona lây lan vào Việt Nam ngay từ cửa ngõ biên giới.